Bây giờ là chuẩn bị mâm cúng nha mọi người. Bây giờ là chuẩn bị mấy chị và mấy anh đi kiếp ha. Mình mặc cái đồ này mà mình biết không, mình sắp xếp cái này dành cho Huy như là nhân viên của Hoa Nhi, nhân viên của dịch vụ. Đây là pha anh áo đỏ nha cô chú chị, pha anh áo tím, này là pha anh áo đỏ rồi. Anh ơi, đó anh là bên đây đang làm cái gì không anh? Quá đẹp luôn. Bên kia là lưng chữ báo, lưng chữ này. Cái này là như là chị cố tình á, chị cố tình nè, thấy không? Đây là cái nói chung là màu sắc là hỏi có vàng mà con xanh đỏ tím vàng hôm nay cũng làm cái bông câu nhau bà ha. Dạ. Cái cô hoa cũng đẹp nữa cô chú anh chị. Phải nói là hai quý cô. Quá đẹp luôn. Mình muốn gặp cách làm sao mà khéo dữ người ta, làm khéo dữ vậy đâu á. Không cô. Thì cô đó là năm bánh năm có chục tuổi đầu cô mới thấy đó. Dạ. Là cô ở đâu đến cô? Cô ở quê Kiên Giang mà cô lên cô ở dưới Dòng Than Phú. Dạ. Không bữa nay không hai chị em không có xe mượn xe ta chạy đi mượn từ bố sân chạy đi. Thà cô đi với em cô chị là chị à, bà bò chạy bò từ hồi 8 giờ tới giờ với tá. Dạ. Và đúng hôm nay là ngày Tết Trung Thu 15/8. Cô ơi, đây là mình có việc gì không ha? Còn không hai cô ở đây từ từ về nha. Đi chơi cho biết. Dạ, hôm nay ở đây đi cô. Đây là cái trà rất là đặc biệt. Trà gì? Trà hoa. Trà hoa thì mỗi cái gọi là một cái gì ta, giống như viên trà vậy đó, viên trà mà chúng ta chế nước cái nó nở ra một cái bông hoa. À đúng rồi. Đó, gọi là trà hoa. À trà hoa. Trà này thì của nước ngoài nha, ở Việt Nam thì mình chưa thấy. Trà hoa nữa. Trà hoa này cô, tức là cái viên giống như viên trà nước vậy á, khi mà mình đổ nước vô đầu nở. Đổ nước vô nở ra ăn đây nè. Thấy nóng mới nở. Thì, cái nhà hàng ở đây đó đẹp. Đây là cái nãy con cục cái trứng cút à. Hoành tráng ha. Cái trứng mẹ cái trứng cút à. Nó ở cái gì nó chấm ta. Vậy đó. Mà hôm cô là 71 tuổi cô. Cho bà cao đỏ nữa bà bạn Linh bả như 19 tuổi ha. Ông thấy hoa bay tới nha rồi. À, ông đang bay Cái này là chỉ để mấy ngày mà cúng lớn mà đặt ở trong hoa viên đó cô là mới được hơi cái ngày đó thôi. Chứ nó ngày thường thôi. Dạ không. Dạ tụi con cảm ơn cô. À, đặc biệt là cái xôi này là mình là có nghĩa là xôi ba màu nha. Cái sáp cây nó 4 màu, 6 màu vậy. À, 3 màu luôn á. Cái sáp này là ăn được luôn cô. Không, còn nói là cái xôi là bao màu ha, còn cái dạ đúng rồi cái sáp bơ gì đó phải không hết. Cái sáp này là mình dùng ăn được phải không? Cái sáp này cái đèn cây này đặc biệt cái là chúng ta có thể là ăn được luôn nha. Thiệt quá nó chị nghe thơm không? Thơm á, nãy giờ nó thơm mà cái gì thơm á, tưởng bánh này thơm á. Dạ không phải, đèn cây này nè, sáp cái đèn cây này, đèn cây thực phẩm chúng ta có thể là ăn được mà không bị gì luôn á. Ngấu vậy dạ.
Chị Hương ngạc nhiên. Cái nào 15 bếp là họ nói không có nói dốc, không có nói chơi nha. À, tại chị Hồng Ngọc hay đặt cái đàn cày này để đốt. Khi mà chúng ta đốt lên là chúng ta nghe một cái mùi thơm rất là thơm. Cũng thơm lúc nãy giờ thơm quá trời thơm mà thưởng bánh thơm không à? Ăn rồi khác thơm. Có mùi thơm của bánh, còn mùi thơm của mít nữa, nói chung là rất dạ, của mít hương, rồi tất cả là hương thơm hết. Thì những cái chú thỏ ngọc dễ thương ha, rồi chú cụi ngồi trên cốc cây đa ở trên cái bánh kem rau câu. Rồi những cái chú thỏ ở làm bằng rau câu nè, chú thỏ mà làm bằng rau câu luôn ha. Rau câu ngoài sao có hợp lực này cũng là tặng cho hơi tích rồi ăn mấy cái đâu có cổ đâu có xe xuất hiện đâu ha, cổ đặt có cúng vậy thôi ha. Là sao cô? Ủa cô Hồng Ngọc này có đặt cô cúng gì là mà cô đâu có xuất hiện ở đây đâu phải không? Có nhiều căn cúng dạ, tại vì chị cúng rồi thấy chị không nghe tiếng chị thôi chứ không bao giờ thấy mặt. Đúng rồi, đậu xanh. Chưa bao giờ thấy đâu. Cái này là đậu xanh nè. Đậu xanh, đậu xanh làm là cái nhân. Đúng rồi, đậu xanh. Cái đó người ta kêu bằng đậu xanh làm màu. Đậu xanh người ta pha màu. Đậu xanh làm màu. Pha màu vô, màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Chị Hương là đậu xanh là màu. Cái thứ ba đó chính là cái bánh kem rau câu. Và đặc biệt là cô chú anh chị hai cái trang hoa rất là đẹp ha. Màu hồng. Giống như cái áo chú mặc, chú mặc biểu diễn Lưu Xuân Bá. Rồi đối với cái này là bánh bao hay gì ha? Cái này lên cái bánh này bánh bao á. Bánh bao hình chú thỏ ha. Ừ, chú thỏ. Thì Trung thu á là sẽ có liên quan đến là thỏ ngắm đúng không? Như hàng Nga. Cô hàng gì đó. Cô hàng chú cụi nói chung là liên quan đến những thỏ ngọc như cô chị Hồng Ngọc làm thỏ, thỏ ngọc. Chị Hồng Ngọc là thỏ ngọc ha. Mà lần đầu tiên mình lấy cái xôi mít ha. Nó vàng khệ em nữa nè cô chú anh chị. Anh là chiên khệ em luôn á. Ở đây là em với anh hay tranh cãi về một vấn đề nữa. Sự kiện. Sự kiện. Chị Hương ơi, sự kiện. Sự kiện nào vàng. Tới công chuyện với nấu vàng. Như là không chỉ cho gửi không, cho chú đâu kính, mà còn gửi cho tất cả các anh. Còn chú Tiểu này mới uống xì tiên phải không? Ôi trời ơi. Rồi chị em ơi. Chị em đi đó hả? Rồi vậy là chạy xe hay dữ vậy đó. Chỉ bò từ 8 giờ tới giờ tới đây. Giờ đó hai chị em bò từ 8 giờ tới giờ mới tới. Còn 5 tuốt mà hai chị em bò vòng xây ăn cú ở dưới. Dạ. Thì hai chị em bò lên tới đây. Bà cô của tôi chị. Ở dưới Bình Chuẩn lên đây hả? Đây như nhà Phú à, Phú Bình Dương mình à. Dạ. Bình Dương cô ơi, lại đây mình ngồi nghỉ đi cô. Lại đây ngồi nghỉ cô. Dạ, lại đây ngồi nghỉ cô. Đó, cô chú anh chị. Rồi thôi, cái video của Huyền Tiên xin kết thúc nha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có nghề tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Huyền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau ha.